Nova Group muốn bán 150 triệu cổ phiếu NVL để xử lý trái phiếu. Công ty cổ phần Nova Group vừa có thông báo gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dịch cổ phiếu NVL của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova. Theo đó, Nova Group đăng ký bán ra 150 triệu cổ phiếu NVL theo phương thức thỏa thuận cho các nhà đầu tư và tổ chức có năng lực tài chính, thời gian từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 29 tháng 12. Sau giao dịch tỷ lệ sở hữu của Nova Group ở Novaland sẽ giảm từ 36,461% vốn xuống còn 28,768% vốn điều lệ, tương đương với 560,9 triệu cổ phiếu NVL. Mục đích thực hiện giao dịch là tập trung bổ sung các nguồn vốn để thực hiện các phương án xử lý trái phiếu, đưa hệ số tài chính của công ty về mức an toàn trong chiến lược tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn. Nova Group cho biết, thời gian qua, tình hình kinh tế vĩ mô thế giới và khu vực đang có những bất ổn gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh sản xuất của thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, những biến động không thuận lợi về môi trường đầu tư, kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn đã tác động trực tiếp đến tình hình tài chính kinh doanh và hoạt động chung của nhiều doanh nghiệp nội địa. Trước bối cảnh này, Nova Group chủ trương tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nova Group đang cùng làm việc với các đơn vị tư vấn hàng đầu để có đánh giá tổng thể tình hình và đưa ra giải pháp tái cấu trúc toàn diện. Bước đầu Nova Group cho biết đã đàm phán thành công với nhà đầu tư và các tổ chức có năng lực tài chính lớn tham gia nhận chuyển nhượng một phần vốn tại Novaland. Thời gian thực hiện chuyển nhượng dự kiến từ cuối tháng 11 đến tháng 12 năm 2022. Bên cạnh đó, Novaland tiếp tục nỗ lực triển khai các hoạt động bán hàng, thu xếp nguồn vốn, cắt giảm các khoản đầu tư chưa thật sự cần thiết để tối ưu chi phí, tập trung nguồn lực tối đa hoàn thiện các dự án trọng điểm đang triển khai, cam kết bàn giao nhà đúng tiến độ theo từng giai đoạn cho khách hàng.